cái kiến thức của những cô giáo làm đẹp á, thì mình mới biết được là ngày hôm nay da của mình là da gì và cần xài những mỹ phẩm nào mà cho nó phù hợp và cho nó tốt với da của mình. Hồi lúc trước á, cả nhà đi xài là đa số là xài kem trộn và kem chỉ. Thấy nha người làm đẹp đó, cái là hỏi chị ơi chị xài cái gì vậy, chị cho em xài giới thì người ta chỉ cái hãng đó, cái kem đó thì đi ra mua về mà xài được tuần đầu thì nó đỡ đỏ và tuần sau thì cũng da mình là da mình không có đỏ cũng ngày cái gì chung nha. Và cứ dài dài một thời gian dài như vậy cái da của mình rất là tệ luôn. Và lúc trước đó rất là tự ti, không có dám đi ra trường luôn cả nhà. Nhưng mà từ khi mà đi trải nghiệm và đi xài sản phẩm của Anh Chi, và ngày hôm nay đã cho mình một cái sắc đẹp mới. Ngày hôm nay có thể là như chưa có đẹp bằng ai, nhưng mà đã đẹp hơn chính mình ngày hôm qua rất là nhiều cả nhà. Và rất là may mắn ngày hôm nay là thông qua anh quay đó thì như là mình dùng dinh dưỡng, dùng dinh dưỡng của Artist Tree, sản phẩm của Artist và dinh dưỡng của Nuji Life, thì ngày hôm nay cải thiện được sắc diện của mình, cải thiện được dáng dấp của mình và cải thiện được gương mặt của mình luôn cả nhà. Ngày hôm nay Artist Tree đó cả nhà mình biết không, Artist Tree đó là đang nằm trong đó là top 1 thì top 5 thế giới mà đang nằm vị trí số 1 cả nhà. Và có nghĩa ngày hôm nay mình đang xài các thương hiệu là số 1 luôn đó cả nhà. Và đang xài chung với lại là hoa hậu luôn đó nha. Ngày hôm nay hoa hậu xài thì mình cảm thấy yên tâm chưa ạ? Bởi vì hoa hậu họ chỉ dùng cái làn da của mình để họ đi kiếm tiền thôi cả nhà. Nhưng mà nếu mà sản phẩm không chất lượng thì hoa hậu sẽ không có xài đâu. Cho nên được các thấy được cái sự là hoa hậu họ chọn lựa xài rồi đó thì mình rất là tự tin để mình xài đúng không ạ? Ngày hôm nay mình xài chung với hoa hậu có nghĩa là ngày hôm nay mình không có đẹp như hoa hậu, nhưng mà mình là hoa hậu của làng, của xã, của ấp, của chồng mình được không cả nhà? Một điểm nữa của đài Artist Tree á là ngày hôm nay sản phẩm của Artist Tree là thuần chai cả nhà. Và làm nữa là cái được chiết xuất từ là tế bào gốc của hoa dần dần cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Và đã tại sao gọi là thuần chai, tại vì đã được các nhà khoa học đã nghiên cứu và thí nghiệm trên 132.000 loại da người cả nhà, da người và da mặt của người mình luôn á, chứ không phải là thí nghiệm trên động vật luôn. Ở bên ngoài, nếu mà bên ngoài là sẽ thí nghiệm trên động vật, nhưng mà đến với Artist Tree thì sẽ thí nghiệm trên da của mình luôn. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là may mắn luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho cả nhà nhìn thấy được cái so sánh giữa chất lượng giữa sữa rửa mặt của Artist Tree và sữa rửa mặt bên ngoài thị trường nha. Ở đây mình sẽ có ba cái cốc nước này như tượng trưng cho ba cái gương mặt. Thường thường mình rửa mặt thì rửa bằng nước đúng không cả nhà? Hình như là không có nhậu nên là hết luôn đi. Ok. Và ở đây mình sẽ có là đây là bột giặt. Ngoài đây là sữa rửa mặt của Artist Tree, và ngoài đây là sữa rửa mặt bên ngoài truyền thống. Và cái gương mặt đầu tiên á, Nghi sẽ cho là bột giặt. Và vì sao mà Nghi cho bột giặt thì tí xíu nữa Nghi sẽ giải thích cho cả nhà mình nha. Bột giặt này nó bị oxy quá lắm rồi, nó bị ướt rồi. Cái gương mặt thứ hai là Nghi sẽ cho sữa gương mặt của bên ngoài thị trường. Lúc trước đó là Nghi chưa biết anh chị cả nhà là Nghi xài cái này nè. Bởi vì cái này là một thời nó rất là hot luôn á. Ok rồi, cái gương mặt cuối cùng thì Nghi sẽ cho một giọt sữa rửa mặt của Artist Tree nha. Ít thôi, nhiều quá nó heo. Rồi, Nghi sẽ khuấy lên nha cả nhà. Nhưng mà cái của Artist Tree thì nó hòa thơm, hòa tan với nước luôn cả nhà. Thấy mùi nước nó rất là trong sạch luôn đúng không ạ? Và đây là cái chai để đo độ pH ở nguồn nước á, để Nghi xem được cái nguồn nước của nó như thế nào. Khi mà màu đỏ có nghĩa là chất kiềm chất tẩy cao, và cái màu xanh này nè là những chất sủi rất là cao luôn. Màu xanh màu tím này nè là cho da của mình nó rất là bào bọng, ảnh hưởng đến da của mình. Nhưng mà nếu mà màu vàng thì trung tính, để Nghi so sánh cho cả nhà thấy nha. Tại vì người Việt Nam của mình là da vàng cả nhà, không phải da trắng nha. Nếu mà nó vô cái da của mình mà nó màu vàng như thế này là mình xài rất là an toàn cho da của mình, không sao hết, không ảnh hưởng gì hết. Thì Nghi sẽ nhỏ vô đây cốc nước đầu tiên. Cái màu nó đẹp luôn cả nhà.
người đó mặc bên ngoài nè cả nhà. Và đây là tứ chi nè. Cả nhà thấy không, màu vàng tự nhiên là da của mình đó. Tại vì sao mà Nghi lại bỏ cục giặt vô đây? Có phải cái này cái sữa mặt bên ngoài thì nó cũng na ná giống nhau, nếu mà Nghi pha đỏ cái này khoảng 20 lần nữa thì nó cái màu nó cũng như cái màu này. Thay vì mình mua bột giặt đó, mình mua sữa rửa mặt bên ngoài thì mình ở nhà mình đã có bột giặt rồi thì mình lấy nó mình pha lỏng rồi mình rửa mặt luôn đi, đỡ tốn tiền luôn cả nhà. Mua Nghi cho tốn nhiều chi phí nữa đâu mà tiết kiệm chi phí, tại vì nó cũng như na ná nó giống nhau nè. Cái nào nó cũng làm sạch mà cả nhà, có thấy chi ghê không ạ? Từ khi mà Nghi thấy được cái bình quả này là không bao giờ xài rửa mặt bên ngoài nữa cả nhà. Là xài chọn A Chi làm là xài thương hiệu của mình và chọn tới cuối cuộc đời luôn. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và cái thứ hai là Nghi sẽ cho cả nhà thấy đó là cái cơ bản. Ở đây Nghi sẽ cho họ muốn một cái miếng giấy quỳ vô đây để Nghi có cái điện tượng trưng cho đây là cái nguồn nước của mình nè. Đôi khi đó là mình rửa mặt đó, cái nguồn nước của mình đó, nó sẽ có chất tẩy và cờ lo, người ta sẽ bỏ vô để người ta lọc cái nguồn nước của mình đó, thì vô tình cũng làm cho da của mình nó bào mòn luôn cả nhà. Thì để cân bằng cái nguồn nước đó thì sẽ có, mình ở đây là mình có cân bằng nha. Nghi sẽ nhỏ vô đây một giọt để cân bằng lại cái nguồn nước của mình. Nhờ cảm thấy có tuyệt vời không? Đây là cân bằng. Cho nên nó là cân bằng rất là quan trọng nha cả nhà. Phải có cái cân bằng mới được nha. Tại vì cân bằng này có thể là vừa đo, nó phải cân bằng được độ pH trên da nè, cân bằng được nguồn nước của mình, và nó làm cho cái da mình nó có sự giống như là có tác ẩm cho da nè, và sẽ làm cho cái dinh dưỡng mà cái mỹ phẩm mà mình xài lên da mình nó là nó hấp thu 100% luôn cả nhà. Khi có cân bằng thì nó sẽ hấp thu 100% luôn. Rất là tuyệt vời, và không thể nào mà thiếu cái bước này cả nhà. Rất là quan trọng nha. Cân xài phải xài cân bằng nha cả nhà. Cái thứ hai cùng là Nghi sẽ minh họa cho cả nhà, đó là cái chai chống nắng. Ngày hôm nay chống nắng là chống nắng cả nhà ơi, chống nắng là chống oxy hóa, và chống nắng chính là chống già nha. Nghi sẽ lấy cái miếng mốt này, Nghi sẽ chia nó ra làm đôi, và một bên á Nghi sẽ bao chống nắng vô, một bên vừa lại Nghi không có bao chống nắng nha cả nhà. Này Nghi sẽ bôi đây. Rồi đốt cả nhà, chứ khi mà mình nấu ăn á, mình nấu ăn ở trong nhà có phải có nắng mà ảnh lửa đâu mà ảnh da mình đâu mà có nha. Cho nên đó là bất cứ lúc nào mình cũng phải chống nắng nha cả nhà, ở trong nhà cũng phải chống nắng. Thì Nghi sẽ tượng trưng cho cái ngọn lửa này chính là những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời á, nó soi rọi da của mình và nó làm tổn hại đến da của mình, dễ bị thâm nám, dễ bị tàn nhang, đốm nâu đen trên da mình là do ánh nắng mặt trời cả nhà, và những cái bụi bặm độc tố oxy hóa nó tấn công. Thì Nghi sẽ giống như ngày hôm nay thì bên này thì không có thì bảo vệ, còn một bên nó bảo vệ thì sẽ nó khác nhau như thế nào vậy. Cả nhà có nhìn thấy được cái sự khác biệt không ạ? Ở đây khi mình được chống nắng thì nó còn nguyên, nó không có bị mót vô, còn ở đây khi không có chống nắng thì nó bị hót vô và nó bị nám cái miếng dài vô, có miếng cái miếng này không cả nhà? Cả nhà nhìn thấy rõ không ạ? Chưa. Nó mất sâu luôn á. Nè. Cả nhà ở xa thì nó thấy rõ. Em cũng qua điện với anh nha, nhưng mà bên này thì nó mất sâu như thế này, bên này thì không có gì hết, không ảnh hưởng gì hết cả nhà. Nhìn lật nó mất lên thấy. Nè cả nhà. Nhìn rõ chưa? Một bên thì mình có chống nắng nè, còn bên này không có gì, nó bị hấp vô vậy nè. Cho nên là cái chống nắng của mình nó cực kỳ quan trọng nha cả nhà. Nè, không có chống nắng anh coi cận vậy luôn đó hả? Anh sắp sâu chống luôn đi. Dạ, nam cực kỳ, nói chung là nam nữa là này nè. Nó mới lấy là nó mới lấy thôi. Ở bên này nó bị hấp, hồi nãy nó hai miếng bằng nhau, nhưng mà bây giờ một cái hấp vô trong sâu gì nè, sẽ cảm thấy được là ngày hôm nay chống nắng rất là quan trọng cho mình luôn. Ngày hôm nay không có làm những cái bước này là những cái bước cơ bản cả nhà. Thứ nhất là mình phải tẩy trang nè, và mình phải sửa rửa mặt, cân bằng chống nắng, những cái bước này là không thể thiếu trong người phụ nữ mình làm đẹp. Và nam cũng cần luôn nha, nam cũng xài được luôn nha, nam nữ gì xài đều được. Tại vì nếu mà muốn da đẹp thì cũng xài, tại vì sao mình phải làm đẹp cả nhà, có phải
giống như đi nộp hồ sơ đi mà một người phụ nữ đẹp với một người phụ nữ xấu thì tất nhiên là người phụ nữ đẹp sẽ được chọn. Đúng rồi bà nhỉ? Đúng là nhiều hơn. Rồi, đó là những cái tài liệu tham khảo của Nghi và Nghi xin chia sẻ, và bây giờ thì Nghi xin nhường miếng lại cho MC. Cảm ơn MC. Thank you.